Lời đầu tiên xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý anh chị báo đài và xin kính chào quý ban giám khảo và anh Vũ Thành Vinh. Hậu đứng đây thì như là một người đứng trong hậu đài mà, nhưng mình là một người. Người ta nói là đồ chàng không đồ nàng, còn cô có thể cô dẹp cái này được không? Rồi con ngồi mà hai người để cái dĩa đồ ăn kìa, thì có nãy giờ hát mà cứ nhìn cho hên á, không đem me với xoài á. Thiệt luôn á, trời chết người á, đem me xoài. Nói thì ăn đi, để cứ mặt vậy nè, hai cái dĩa chả giò lên. Ai kêu nhìn chứ, nhìn tôi không nhìn, nhìn trái giò. Vậy thôi qua đây đứng đi, mệt quá. Hát thì được, bởi giống mà chưa xử nó xử mình trước rồi. Lấy cái gì? Có ai cho xin tờ giấy nắp kinh được không? Bị mà ca sao miệng mồm nó máu không trời. Cái gì? Cái gì nói gì ghê vậy? Không phải xin son. Một kêu bằng nó phải kêu bằng em chứ. Ồ, em. Cảm ơn anh. Trời, xin tờ giấy rộng rãi anh cho nguyên chùm luôn. Nghe răng là coi. Nghe thấy không? Phải máu là cái gì? Son. Không có ai mà dám làm như tôi đâu. Đố con ca sĩ. Không làm, mình làm vậy mà tại sao Quỳnh không cưới nhưng Quỳnh cưới con khác làm chi vậy? Hỏi chơi thôi mà, có gì dữ vậy? Ok. Nó buồn buồn hỏi chơi đó, không có gì hết trơn á. Lâu quá không gặp, gặp tự nhiên thấy nay nó hơi nở. Ông nội à. Nhưng mà đẹp không quý vị? Mình nói thiệt chứ, đàn bà con gái, mà bản thân, mấy đàn ông không sao, mình không biết. Nhưng mà bản thân mình vẫn thích con gái, có một cái nó tròn tròn chút xíu.